Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Rai, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Thì nếu anh em nào đến cửa hàng thì mình sẽ đến ngã tư sông Rai và đi về hướng Bầu Lâm khoảng 500m nha mọi người. Đi qua chợ Suối Nhát nhé, tiệm em nằm bên tay trái ha. Đó. Anh em nào đến cửa hàng thì mình lưu ý là mình đến ngã tư và mình đi về hướng Bầu Lâm là ok rồi. Rồi hôm nay em sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một cây máy cơ xích hạng tầm trung, nòng đứng, hàng máy của Echo. Thì đây là đời Echo CSV381 nha mọi người. Thì dòng này rất thích hợp cho những anh em nào sử dụng cắt gia đình, làm nhà vườn, hoặc anh em nào đi cắt thuê. Nó xung quanh cắt rất là ok, lực cũng rất là mạnh ha. Thì thông số kỹ thuật của máy đây, CSV. Anh em nào đi cắt thuê là làm hàng nhỏ nhé, nó nghĩa là hàng vừa chứ không phải là máy là máy tầm trung dạng lớn chứ không phải là máy lớn ha mọi người. Rồi đây là CSV381 và 39,6 cc, gọi tròn là 40 rồi ha, 40 cc, và nặng 4,3 kg đầu không. Nếu đầy đủ lam xích như thế này nó khoảng cỡ 6 kg nha, nó khoảng 6 kg hoặc hơn 6 kg nha. Đó. Thì hiện tại lam đang được ráp lam 50 cm, tổng độ dài là lam 50 và lam là lam Latin nha. Đó, đầu lỗ có tản nhiệt nha mọi người. Xích thì cũng đã được ráp xích mới, xích là xích chung 91, xích mới nha. Đó. Xích mới là ok rồi, là cắt là anh em khỏi suy nghĩ luôn, là rất ok, rất là tốt. Rất là ngọt luôn. Ốp lam của em này được sử dụng ốp lam 2 ốc vặn trực tiếp bằng khóa 13. Đó, ốp lam 2 ốc vặn trực tiếp bằng khóa 13. Và tem mạc Echo vẫn còn nguyên nha mọi người. Đó. Đây. Chén nhông chén của em này được sử dụng nhông chén đồng tiền nhé, rất là thuận tiện cho anh em nào xài món nhông, chỉ việc thay cái đồng tiền là xong ha, nó không phải mũi khế. Tăng xích để tăng bên hông này nhé. Đó, đàn lốc trước mặt tiền của máy không còn rất là đẹp, chỉ có nhem nhuốc tí mặt cửa đây ha. Tình trạng máy thì ri nguyên bản, không lai một con ốc nhé, bảo hành bao lột nòng 6 tháng cho anh em nào mua. Bên phía hộp giật, giờ thì cái tem đã bị mất đi một chút tem mạc Echo ha. Đó, bên hộp giờ thì so với những cái chỗ khác thì nó sẽ thấm màu hơn một chút, nghĩa là cái màu nó xấu hơn ở bên trên này ha. Ở bên trên nó cam tuột, còn lần này nó bị thấm màu này. Đó, anh em xem kỹ ha. Đó, thấm màu hơn. Đó, bên mặt trên. Đời này có núm bơm song phụ này, chốt e ở đây nha. Đó, chốt e ở đây. Còn công tắc ở đây nha mọi người. Rồi. Giờ em sẽ khởi động máy cho anh em nghe tiếng máy ha. Thì để lâu với sau mọi người bơm đầy cái núm bơm xăng phụ lên này. Đó, bơm đầy lên. Đây là cái chốt cần em mọi người kéo nó ra, giật nó ho một tiếng mọi người đẩy vào là xài bình thường nhé. Và đây là hai bình nắp chứa nguyên liệu. Đằng sau này là xăng pha chung với nhớt. Còn đằng trước này là nhớt thải để nuôi lam xích nha, bôi trơn lam xích. Rồi giờ em sẽ khởi động máy ha. Lam thì lam xích hiện tại em đã ráp xích căng ha, xích rất là căng nha mọi người. Để xe lưới lỏng nó ra cho nó nhẹ máy hơn. Công tắc ở đây ha, đẩy xuống là tắt. Thì cách hiện tại em đang cho rất là căng này, nó sẽ nặng máy thì em sẽ lưới lỏng ra. Cách tăng giảm xích cũng rất là dễ, mọi người chỉ việc vặn han ốc này ra thôi. Đó, mình sẽ tăng xích ở bên hông này ha. Nếu muốn lỏng xích thì mình sẽ vặn ngược kim đồng hồ. Đó, là nó sẽ lùi cái lam lại, nó sẽ lỏng xích ra ha. Còn nếu anh em bị lỏng xích, muốn căng xích thì mình sẽ vặn theo kim đồng hồ nhé. Đó, như mức độ em đang để lỏng này, mình sẽ tăng vặn thêm một tí, nó sẽ tự tăng được cái lam lên ha. Rồi, giờ em sẽ khởi động lại ha.
Đó, máy rất là êm ha, rất là bốc. Ok, thì anh em nào có nhu cầu sở hữu dòng máy cơ xích hàng của Echo CSV 381 39,6cc này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Giá của em này là 3.200.000 đồng nhé. Giá 3.200.000 đồng. Thì phân tích thanh toán thì quý khách hàng cọc trước 200.000 đồng bằng thẻ điện thoại Viettel, phí vận chuyển của quý khách hàng là 100.000 đồng. Còn nếu anh em nào cọc trên 500 qua đường tài khoản ngân hàng hoặc ra bưu điện, mình có thể ra cả điện máy xanh ha, thế giới di động ha, thì phí vận chuyển em sẽ bao ship. Đó, cọc trên 500 qua đường tài khoản sẽ bao ship ha. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua em nhé.